đợi một xíu nhá. Để mình đang lấy link để mình gửi cho các bạn đây. Anh em bảo là không thấy màn hình Tiến ơi, xem màn hình cho anh em thấy. Vâng ạ, màn hình này là màn hình đang lấy đi bạn, các bạn ơi. Thì mình sẽ gửi cho các bạn là mình sẽ gửi trực tiếp lên trên trên cái luồng chat, nên là thành ra là chúng ta sẽ đợi một xíu. Các anh em sẽ download luôn cái phần mềm này về nhé. Download luôn cái phần mềm này về. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Cái phần mềm này nó yêu cầu cấu hình như thế nào anh Tế? Có cái gì nó đơn giản, nó đẹp tin rất đơn giản thôi. Đó. Cái này chắc cấu hình mạnh mới cài được chứ. Oh, cấu hình phải coi i5. Đây, cài. Right. Đào về. Ôi trời ơi, tin nhắn này không gửi được. Này mình spam nhiều quá thầy ạ. Em gửi qua xem. Ở đâu chú đưa lên đây, mình đưa lên cho để vâng. Vô trong cái phần ấy đó, phần chat á, vâng, chat của Sky đưa lên cho. Ừ. Đó. Anh em chịu khó đi tí đọc thơ Hà Nội cho nghe nhé. Để em hát nghe thầy ơi, để em hát. Đây hả Tiến? Này hả? Dạ vâng, ở trong cái chat đi thầy. Đó. Này mình sẽ áp dụng chiêu của thầy là mình sẽ gửi qua cái ad fly về để anh em biết là chúng ta ngay tạo ngay cái ad fly đi nhá. Hôm nọ mình có nói với các bạn rằng là thầy chia sẻ cái kiến thức này chúng ta phải vận dụng, là chúng ta đôi khi một số anh em, một số chị em. Đó, tôi mới vừa lên á, anh em copy được link đó, anh em bỏ cắt lại cái dấu chấm chưa ad fly đưa vô một cái là xong rồi. Đấy. Đấy thì chúng ta có thể lên mạng, chúng ta sưu tầm viết những bài về phần mềm, sau đó thì chúng ta tạo ra một cái blog post, một bài chia sẻ và sử dụng cái link này, chúng ta đều có thể kiếm tiền được, rất là hay đấy các bạn ạ. Thì cái đó chúng ta hãy vận dụng, bởi vì hôm thầy Hiếu cũng đã gợi ý, đã hướng dẫn và gợi ý, chúng ta coi đó là cái gợi ý để chúng ta làm. Sẽ không có cái video mà sao em. Anh em vô copy làm giúp Tiến đây, rồi trong quá trình anh em làm đi, rồi tôi đọc cho thơ play cool nè. Chưa biết bờ play cool. Đi rồi mới biết chủng ngu hơn mình. Cuộc dương chủng nhét ba cu. Đêm nằm ta phải gọi mu mà nằm. Bạn đừng có nghe tầm bậy nha, nghĩa là chưa đi chưa biết lay cu á nha. Đêm nằm một giường mà chúng nhét ba cu là ba cụ, ba ông cụ người tại làm thơ phải đưa ra ba cho nó, ba cu cho nó có vần, đúng không? Thì cu cụ cũng thế thôi, nhỏ thì thằng cu mà lớn lên thằng cụ thế thôi, trọng gì. Đêm nằm ta lại gói mu mà nằm, mu cái là mũ á, cái mũ mà nó cối đó các bạn, gói ngủ cho nó ấy nha. Thế thôi, thơ con cóc tào lao rồi, thôi các bạn nghe được thì em nghe được thôi nhá. Các bạn tải cái phần mềm nó đi, phần mềm nó là phần mềm đi.